lại chiếm tài tài sản của anh ấy. Còn báo công an bắt chồng tôi à? Cô là ai? Tôi là ai không cần biết. Tại sao lại xông vào nhà tôi đấy? Phải cô ấy. Nên chồng tôi mới bị bắt nhá. Cô nói với cô là ai mà xông vào nhà tôi đấy? Đi ra ngoài đi. Đi, tôi không đi. Đi ra ngoài nào trong thôi. Bye bye. Xông vào nhà tôi đi. Đi chết rồi. Chồng của cô đi hỏi công an biết. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào bà đi chỉ tôi nhé. Hả? Cô cút đi. Cô đi hỏi nhà tôi đi. Cô cút. Cô đi hỏi công an biết. Đi luôn đi mày nhá. Tao không tha cho mày đâu nhá. Đi nhá. Lần sau tao sẽ có đi gọi công an về đi luôn. Đấy một cái nhà nhá. Đi luôn, tao không tha cho mày đâu nhá. Đi luôn. Đợi đấy nhá. Chị có biết không, cái nhà bà Châu hôm nọ ấy, chồng của bà Châu bỏ đi được gần 10 năm nay rồi, bây giờ mới mò về. Gì đây? Cháu biết được, thấy bà Châu nói là nó về chiếm đoạt tài sản, chiếm lấy nhà, lấy cửa, xong là bà Châu đi bán công, báo công an, bây giờ công an lấy đi vào đồn. Đi hàng hơn 10 năm bây giờ mới quay về đòi nhà cửa như thế này làm thế nào, bà kia làm thế nào? Thì mới bảo ngày xưa ông chồng này bỏ đi thì bảo bà này không có con, thì ông này mới bỏ đi, xong là bây giờ ông này lại quay về. Cái gì đấy các chị? Ôi nói về nó bà Châu, ông chồng bỏ đi 10 năm rồi bây giờ lại quay về. Quay về thì bảo là định là chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, tài sản của bà Châu. Chả biết được về được mấy hôm thì cũng không rõ. Ngày xưa nó bảo bà Châu không có con, xong là nó mới bỏ đi, xong bây giờ lại quay về lại thấy có một đứa con, thì chả biết bà Châu lấy ở đâu ra cũng không biết. Bây giờ bà Châu tức, bà Châu đuổi đi, xong rồi lại đi báo công an, bây giờ bắt lên đồn. Chị bây giờ đi đâu? Chị đi cắt cỏ. Thế, thế đi làm đi, bọn mình cũng đi làm đi, đi làm việc đi.
Có nước gì không cô? Có, lấy lại nào, đó lấy lại nào thì lấy. Con lên 2 con 7. Cháu ở đâu đến đây? Cháu ở dưới xuôi lên ạ. Cháu lên đây tìm chồng cháu ạ. Cháu gửi tiền. Cảm ơn nhá. Cháu đi đây. Vâng. Em là ai đấy? Chị có biết nhà bà Châu ở đâu không? Có, hỏi lên nhà bà Châu làm gì? Chồng em bảo lên, gọi lên bảo lên nhà bà Châu có việc gì ấy. Ui, cái bà đấy độc ác lắm. Nó còn cướp hết nhà cửa tài sản của chồng em đấy. Xong nó còn đuổi chồng em đi, không có thông báo đi công an đi bắt chồng em đi vào đồn rồi. Bây giờ em đi lên mau lên nhanh nó còn kịp. Em cảm ơn chị nhé. Để chị đường nhé. Đấy, nhà cái bà Châu nó ở thẳng lên xong là có hai nhà xong là cứ thẳng lên là thấy nhà bà Châu ở đấy đấy. Này bà kia, chồng tôi đâu? Hả? Tại sao bà lại chiếm tài sản của anh ấy? Còn báo công an bắt chồng tôi à? Cô là ai? Tôi là ai không cần biết. Tại sao lại dông vào nhà tôi thế? Hãy cô ấy, nên chồng tôi mới bị bắt nhá. Cô giỏi bên cô là ai mà xông vào nhà tôi đi?
đi ra ngoài đi. Đi, tôi không đi. Không đi. Tôi không vào nhà tôi. Cô đi ra ngoài. Không đi. Không đi. Chồng của cô đi hỏi công an biết. Ở chỗ nào bà đi chỉ tôi nhá. Hả? Cô cút đi. Cút đi hỏi nhà tôi đi, không cút. Cô đi hỏi công an biết. Không cút nhá. Bà cô đi. Mày nhìn mặt mày thế mày láo thế này. Hả? Cô hả? Đi cướp chồng người khác mà xông vào nhà tôi thì cướp chồng người khác. Cướp chồng người khác thế này. Đi không? Không đi tôi báo công an bây giờ. Báo đi. Đi vào báo đi. Rồi mày báo đi. Đã không sợ. Rồi mày báo đi. Em báo mày báo. Hay là báo công an mày bắt chồng tôi? Hả? Tại chồng mày ấy, chồng mày láo ấy. Chồng tao làm cái gì cho mày? Cả mày nó cũng láo. Hả? Hai vợ chồng mày âm mưu định chiếm đoạt tài sản của tôi chứ gì? Hả? Tại mày ấy, tại mày không có con nên là chồng mày mới bỏ mày đi lấy tao nhá. Chúng mày láo, mày định âm mưu chiếm đoạt tài sản của tôi. Tôi mới báo công an về bắt. Chúng mày thử chịu. Tôi không tha cho bà đâu đấy. Hôm trước nè. Tôi đi công an về bắt tới bà nhé. Ngày trước cũng cử chồng tôi làm, bây giờ tôi có quyền. Hóa ra là hai người đều là có tính xấu xa nhá, âm mưu định chiếm đoạt tài sản của tôi nhá. Tôi tưởng hai vợ chồng mày tốt đó, cho chồng mày ở nhờ mấy hôm để đi chơi anh em. Hóa ra lại định âm mưu định lấy hết đất hết nhà của tôi à. Chồng mày đã bỏ đi hàng 10 năm nay rồi, bây giờ còn muốn đòi lại lấy à. Tôi có sổ đỏ hết rồi nhá, sổ đỏ nhà đất đứng tên tôi hết rồi. Chia cái nhà chia đôi cho tôi, không chia tôi không đồng ý đâu. Cô đừng có hòng. Nhà tôi, nhà chồng tôi cũng có công ở đây. Tôi không đồng ý. Bỏ đi chia đôi cho tôi rồi. Bây giờ đừng có hòng về lấy đất của tôi. Có làm thế nào phải cô... chia cho tôi mới đồng ý, còn không tôi cô đi lên ủy ban mà. Rồi lên đi, lên đi. Rồi lên đi. Đi lên đi. Mà lên đi. Tôi không sợ đâu nhá. Tôi có rồi nhá, tôi có sổ đỏ trên nhà tôi đứng tên tôi hết rồi nhá. Có sổ đỏ cũng phải chia đôi cho tôi một nửa. Không, tôi không có mà hòng lấy của tôi nhá. Cô xe lấy được, xe lấy được. Xem, có xe lấy được. Cô đấy. Đố cô lấy được của tôi đấy. Tôi cũng là chồng vợ của lấy được của tôi đấy. Anh ấy cũng phải chia cho tôi. Tôi có phần hết. Báo công an bắt chồng tao đi đâu đi hả? Hả? Ở chỗ nào đi? Cô tự đi tìm mà lấy. Bảo lãnh cho chồng tao ra nhá mày nhá. Tôi không đi đâu. Đi. Tôi không đi đâu. Đi phải đi. Cô bảo lãnh cho chồng, bảo lãnh tôi chồng cô ra. Ai bà? Ai bà? Tôi không đi đâu. Cô ấy chồng cô láo ấy, cho nên mới phải cho pháp luật trừng trị cô mới được, chồng cô mới được. Chính cả chồng cả vợ âm mưu để chiếm đoạt tài sản của tôi. Vợ chồng thì ở trên, vợ thì ở dưới, gọi điện cho nhau tôi biết hết rồi nhá. Cả hai người đều láo hết nhá. Chính cô điện là chồng ở việc âm mưu chồng tôi nhá. Cô. Chồng tôi điện thì việc của chồng tôi, bà không có quyền nhá. Bà không có quyền nói chồng tôi thế này nhá. Cô đi đi. Nghĩa là việc riêng của hai vợ chồng tôi nhá. Nhiều nó. Cút vào nhà tôi đi. Tôi không nói gì đâu. Bà nói giáo đuổi tao. Hả? Có đi không? Thế thì sao? Không đi, tao muốn láo không ăn bây giờ. Cút ngay. Đi luôn đi. Mày nhá. Tao không tha cho mày đâu nhá. Đi nhá. Lần sau tao chứ. Tôi đi gọi công an bây giờ. Đi luôn đi. Lấy một nửa cái nhà nhá. Đi luôn đi. Tao không tha cho mày đâu nhá. Đi luôn đi. Cứ đợi đấy nhá. Không kia cho tao, tao không tha cho đấy. Vô léo vô láo mẹ cái con vợ này. Con đi. Con xông vào nhà định chiếm đoạt tài sản của tôi à? Láo. Được thật. Hết chồng đến vợ. Mẹ sao lại có người láo như thế chứ? Sao rồi em? Em đi đến nhà bà Châu và em đuổi em đi chị ạ. Thế à? Vâng. Chị có biết đồn công an ở đâu không? Có. Thế chị đi theo em đi bảo lãnh của em với. Chồng em ấy. Vâng, 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 vâng.
làm cái gì nhiều thế ông? Để làm cái trò chơi cho bơ mà. À, thế ạ? À. Vâng. Để nó nghỉ. Vâng. Thật đấy, cái thằng chuồng cũ của con á, bỏ con đi hàng 10 năm nay rồi. Bây giờ quay lại còn muốn chiếm lấy tài sản, lấy đất, lấy nhà của con đi ấy. À. Hôm qua con đi báo công an xong là bắt thằng chồng đi rồi. Nhưng mà hôm nay cái con vợ nó lại lên đòi con. Ừ. Thế thì coi như là tài trường chị thôi. Bắt nó kiểm điểm thôi, cho nó đi phạt. Vâng, hôm qua con báo công an bắt đi rồi. Còn con vợ luôn hôm nay, vâng. Hôm nay con đuổi đi rồi. Thế rồi. Vâng ạ. À, thì ra là ông làm cái này á. Ừ. Cái này con. Đây này. Ừ. Đấy. Đấy. Nè. 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 Một kia. Đấy. Nè. Đấy, bỏ ra, bỏ tháo ra. Đấy nè, khéo tay thật đấy nè, con nè. Đấy. À, chị khéo tay thế. Bỏ chai da nó phát lắm để nè nó hết nước vào mặt đấy. Hết đấy con tránh ra. Con tránh da xả một chút đấy để nó làm ướt áo đấy con ạ. À. Cháu ạ, này. Đấy. Hết đấy. Nó hết. Á chú, giỏi thật. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Làm xong rồi, à, cho bơ chế nhá. Vâng ạ, con cảm ơn ông nhé. Vâng. Con đi về thôi.
Ờ, đi về. Vâng.